Mình quan trở lại với mình. Dạ, hôm nay mình sẽ chơi con Reaper. Ở cái map này mình đang ở bên phe bảo vệ. Xe gì không biết. Chơi gì mà chơi đứt trên đầu. Ở para. Mỗi lần chơi con Reaper là nó bựa ghê luôn các bạn. Nó cứ kiểu mà nó bắn xong cái nó giật cái súng. Không biết súng đâu mà nó giật quá trời vậy không biết. Để đi gà tao móc mày. Ồ nhiều quá, đau quá. Cảm ơn em Mercy. Ồ đi, đi. Đồng quá. Cảm ơn Larry Hass. Một bên đó nó hồi sinh được kìa. Lên đó, đây là bóc lên. Này thì thôi lúc nè. Thế là xong con Mercy lại. Ôi, bê đề thái, mày hả bê đề thái. Wow, ở đâu vậy? Window marker nguy hiểm thêm các bạn. Móc nó các bạn. Mày. Chết đi. Rồi đi kiếm máu uống mới được. Chết rồi. Nè, sâu chờ. Yeah. Về đề thái. Cảm ơn nghe. Sniper, get your head down or lose it. Ây da. Ồ các bạn chơi cẩn thận cái vụ này, con bê thái nó cũng có chiều ghê lắm. Thường thường này Vizard là cũng hay, nó thường hay kết hợp những cái ulti của những con đó. Như là con Reza đó, nó sẽ ulti với một cái con khác để gom lại. Có thể là Reaper hay là một cái con nào đó. Rồi, trời chơi ngu rồi. Ây da, chạy, đau. Mình canh được là mình giết con Widowmaker nó mới được. Mình đã có ưng tì. Dạ. Mà là bị cái đồ mất cơ nó móc. Có chỗ nào để móc để ăn ưng tì không ta? Không ulti hiện hơi ủ ha bạn. Ây da, rồi xong mình đã chết. Trong mấy thằng tướng mình ghét nhất là có thằng đó. Rồi, có vẻ như team mình đã thắng.
ô khổng lồ và tham nữa. Thắng luôn rồi. Liệu có được play up the game không nhỉ? Ồ, được luôn. Chắc mình nên vote cho Mercy của mình đi ha. Giờ lại đấu mà chạy tắt. Chạy con gì bây giờ? Mercy Soldier Rehat. À tắt. Chắc mình đi chơi Diva. À, đợi người ta vào nữa các bạn. Rồi. Nghe nói là Bizarre nó sẽ làm búp cho con Diva này, mà không biết là nó sẽ búp cái gì. Mà đúng con Diva này nó giống như là IS vậy. Cứ thả con mét vào trong cái quân địch nhà nổ rồi mình chạy. I'll be busy soon enough. System check initiated. Green across the board. I'm ready for action. Ông mới đi xa xa con này coi đi. Lỡ gì bên kia nó chơi con RH nó đẩy một phát một là nguyên bầy xuống giật hết. Nguy hiểm vô cùng. Thấy không bạn, có con RH rõ ràng thấy không? Có vẻ như cái trò đó chắc có Việt Nam mình chơi quá. Wow. Thôi mình nên đi chuồn đi chỗ khác. Chạy đây. Con mi đó. Trong những con khá là khó chịu. Tao là tăng, mày cũng là tăng, đập tao chi không biết. Ở đâu vậy? Mình chơi thì không hay lắm, cho nên là lâu lâu mình lại khoái đi móc hơn. Chơi chính diện. Này có ulti thả con mát ra là có lý quá mà.
mình đó mấy bạn. Bảo đảm luôn phải không? Đổi chỗ khác thì nó biết chỗ đó rồi. À, giờ mình đã có ulti. Mình sẽ làm pha gây cấn mà không biết có ăn được con nào không. Ồ, cảm ơn Mercy. Cảm ơn bạn ấy cái. Ơ, Rồi, mày không, mày tao còn đang hát. Chạy. Mình chạy đây. Ê da, chết con nào không? Ồ, cũng được, ít ra cũng được hai con. Mà mình chết rồi. À, Ori Hot nó bị khùng. Có vẻ như mình hại luôn cả con Mercy hay sao ấy. Không có cách nào mà mày mình hên chứ vậy. Ủa cái này là mình hên đó mấy bạn. Thôi chạy. Khó chịu quá. Sẽ có thằng không? Có thằng ra đây. Nghe mà. Mình biết là có cái thằng ở sau lưng mình. Rồi, chỗ này chắc thua mấy bạn ơi. Thua. Phần này do mình. Rồi, cảm ơn. Không có gì luôn, rồi chạy luôn. Mà cũng không phải chạy. Thua rồi bạn. Play of the game. Mình cứ SB và VOD. Nó excellent. Cái gì team sống mà nhờ SB, SB rất là giỏi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Có gì bạn có thể đóng góp để mình có thể làm những cái video sau được tốt hơn. Cảm ơn các bạn.